Công an thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết chương trình phối hợp chương trình công tác. Bám sát hiện trường các dự án trọng điểm, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Cục thuế tỉnh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về thủ tục quyết toán thuế. Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Huế ngày mới thứ bảy ngày 23 tháng 3. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình và bây giờ là phần tin chi tiết. Chiều qua tại trụ sở Công an tỉnh đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện chương trình công tác công an giữa Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Cần Thơ và Công an Thừa Thiên Huế. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Về phía công an các địa phương có Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuần, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, nội dung phối hợp toàn diện trên nhiều lĩnh vực công tác công an, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, an sinh xã hội. Đây là căn cứ tiền đề quan trọng để công an ba địa phương phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trên các mặt công tác trong thời gian tới. Để cụ thể hóa các nội dung ký kết, công an ba địa phương tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, đoàn kết sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh an toàn, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của từng năm, làm tổ công tác sơ kết rút kinh nghiệm để phát triển mối quan hệ phối hợp tốt đẹp hơn nữa trong tương lai, theo tinh thần muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Đồng thời nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, giảm nghĩ, giảm làm, cộng đồng chia sẻ, hỗ trợ để cùng nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh lễ ký kết là bước phát triển mới trong quan hệ đối ngoại giữa công an ba địa phương để cùng chung sức đồng lòng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, đề nghị công an ba địa phương tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu nội dung của chương trình phối hợp đến cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân các địa phương, đồng thời trên cơ sở nội dung, mục tiêu, thời gian thực hiện cần cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện hàng năm và ngay trong năm 2024, phân công trách nhiệm chủ trì phối hợp để nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp, gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp nhất trong thời gian tới. Dịp này, đoàn công tác Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ đã tổ chức thăm và tặng quà cho các hộ tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Khe Tre, huyện Nam Đông, thăm gia đình và thắp hương cho đồng chí Trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân thành phố Huế, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của các địa phương đã đến thăm gia đình và thắp hương cho Trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân thành phố Huế đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đoàn công tác công an hai địa phương đã ân cần thăm hỏi động viên gia đình và trao tặng tổng số tiền 100 triệu đồng. Cùng ngày tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, đoàn công tác Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Cần Thơ đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ động viên các tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Khe Tre vào ngày 3 tháng 12 năm 2023. Thấu hiểu sự khó khăn vất vả của bà con tiểu thương với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đoàn Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Cần Thơ đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng với tổng kinh phí là 200 triệu đồng cho 20 tiểu thương chịu thiệt hại nặng nề sau vụ cháy, với mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống, trở lại hoạt động kinh doanh buôn bán. Huyện ủy Phong Điền đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và định hướng xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tham dự và trực tiếp trao đổi quán triệt. Tại hội nghị, gần 400 đại biểu là cán bộ đảng viên, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Phong Điền đã được nghe đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định hướng xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chia sẻ trao đổi nhiều thông tin quan trọng.
về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã luôn đồng hành, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Bên cạnh thay đổi tư duy trong lãnh đạo quản lý, nhiều dự án lớn quan trọng đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, làm chuyển biến rõ nét về bộ mặt đô thị. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đi sâu phân tích làm rõ về kết quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, cũng như quá trình triển khai các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và chỉ thị 42. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phong Điền cần nhận rõ vai trò trách nhiệm của mình, cần làm gì, đóng góp gì cho quá trình trước và sau khi Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Kỳ vọng Phong Điền sẽ khai thác được tiềm năng thế mạnh, nguồn lực nội tài, vượt qua những hạn chế khó khăn, nắm bắt cả cơ hội, giữ vững vị thế, vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới, xứng tâm là đô thị loại 4 trong tương lai. Sáng qua, Viện Nghiên cứu Phát triển tổ chức hội thảo bàn tròn về phát triển hạ tầng cây xanh mặt nước ở thành phố Huế. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tăng cường tính chống chịu khí hậu cho các khu vực đô thị tại miền Trung Việt Nam, lấy Thừa Thiên Huế làm thí điểm do Viện Độc lập về các vấn đề môi trường UFU Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. Hơn 30 đại biểu thuộc các sở ban ngành, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cùng với các chuyên gia của Viện Độc lập về các vấn đề về môi trường thảo luận về nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung vào các vấn đề như sự phân bổ và khả năng tiếp cận không gian xanh công cộng tại khu vực đô thị, thiết kế không gian xanh liên quan đến chức năng dịch vụ hệ sinh thái, những thách thức trong việc quy hoạch và thực hiện không gian xanh. Một số vấn đề liên quan trực tiếp đến thành phố Huế cũng đã được đưa ra bàn luận như nhu cầu, thách thức về không gian xanh công cộng tại thành phố Huế. Các đại biểu cũng đã thảo luận và bổ sung nhiều ý kiến nhằm xây dựng các biện pháp cụ thể có tính đặc thù, tích hợp với quan điểm của các chuyên gia và cả bên liên quan để tìm ra những biện pháp phát triển theo hướng đô thị thích ứng phát triển hạ tầng cây xanh, mặt nước và tăng trưởng xanh mà tỉnh Thừa Thiên Huế đang hướng đến. Được biết, đây là một trong những hoạt động thuộc dự án các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tăng cường tính chống chịu khí hậu cho cả khu vực đô thị tại miền Trung Việt Nam, lấy Thừa Thiên Huế làm thí điểm do Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh phối hợp với các đối tác địa phương thực hiện và được tài trợ bởi Viện Độc lập về các vấn đề về môi trường Cộng hòa Liên bang Đức. Xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, ngay từ đầu năm, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp. Đặc biệt là tại các dự án trọng điểm, các tổ công tác của tỉnh thường xuyên bám sát hiện trường để đôn đốc tiến độ cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nằm trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế, dự án Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng. Công trình khởi công vào ngày 21 tháng 12 năm 2023. Hiện nay, công trình đã cơ bản hoàn thành công tác san nền, hoàn thành công tác thí nghiệm nén tịnh cọc và đang tiến hành đúc và ép cọc lai trà. Giá trị thực hiện trên công trình đến nay khoảng 5 tỷ đồng, lũy kế giải ngân vốn đạt 38%. Để đảm bảo tiến độ đã đề ra, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực và vật tư để thi công, phấn đấu hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng thời hạn hợp đồng là tháng 10 năm 2024. Đang thi công cả hạng mục chủ yếu là phần cọc. Thì hiện nay phần cọc là chúng tôi cũng huy động được là 2 máy ép cọc và sản xuất cọc là gần đạt đến 95% giá trị cọc và ép được là khoảng tầm 33 cọc rồi. Tiến độ trong dự án CDC thì do giá trị hợp đồng lớn là khối lượng cọc là phải tổ chức thí nghiệm nên tiến độ có chậm hơn. Thì sắp tới đây ban cũng yêu cầu đơn vị thi công là tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng tiến độ hợp đồng và sớm bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Theo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2024, Thừa Thiên Huế được phân bổ gần 6.258 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 4.342 tỷ đồng. Với phương châm phát huy hiệu quả của 4 tổ công tác, bám sát, đôn đốc tiến độ giải ngân, cùng với việc tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, từng quý, thậm chí là từng tuần, nửa tháng. Đến thời điểm này, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt từ 8 đến 10%, đến hết quý 1, phần đầu đạt trên 15%. Tập trung ba cái mũi đột phá, đó là thứ nhất đối với các cái cơ quan quản lý về đầu tư công thì sẽ rút ngắn cái thời gian về hoàn thành các cái thủ tục cũng như là
công tác bố trí điều chuyển các cái nguồn lực nếu các cái nhà đầu tư, các cái chủ đầu tư không thực hiện. Thứ hai là công tác quản lý đối với các cái chủ đầu tư, thì các chủ đầu tư tăng cường quản lý với các nhà thầu cũng như là nâng cao cái năng lực giám sát và xây dựng các cái kế hoạch triển khai thi công hợp lý. Thứ ba nữa là nâng cao cái công tác giám sát, công tác hỗ trợ về đền bù giải phóng bằng và hỗ trợ về các cái công tác về kiểm soát về giá các cái vật liệu xây dựng để đảm bảo việc giải ngân đầu tư công. Cùng trong năm 2024, bên cạnh triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đề án quy hoạch quan trọng, đặc biệt là đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương và sắp xếp thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng ta cũng phải hoàn thiện các cái hồ sơ thủ tục, rồi cũng phải tiếp tục kêu gọi đầu tư, giải ngân các cái nguồn vốn, rồi kêu gọi thêm các cái nguồn vốn phục vụ cho phát triển, phục vụ cho đầu tư hạ tầng khung xương của trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra thì cũng phải khơi thông rồi giải quyết các cái khó khăn vướng mắc về mặt thủ tục cho các cái dự án đang triển khai ở trên địa bàn, với rất nhiều các cái mục tiêu nhiệm vụ đã được đề ra. Năm 2024 là năm bứt tốc có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Lộ trình cũng như giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công cũng đã có, song để cụ thể hóa mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phát động cả cuộc thi về sáng tác biểu trưng, logo, truyền thống, thi sáng tác ca khúc truyền thống lực lượng vũ trang và cuộc thi viết về xây dựng nền quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 3 năm 2024. Tại buổi phát động, ban tổ chức cuộc thi đã thông báo về nội dung, hình thức, đối tượng tham gia, thể lệ cuộc thi và cơ cấu các giải thưởng đối với mỗi cuộc thi. Trong đó, cuộc thi sáng tác biểu trưng logo truyền thống phải thể hiện được nét đặc trưng riêng quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành phát triển, phản ánh đầy đủ các thành phần của lực lượng vũ trang. Đối với cuộc thi sáng tác ca khúc truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, ban tổ chức yêu cầu phải phản ánh được giá trị, bản sắc văn hóa của địa phương, lịch sử, truyền thống hào hùng của lực lượng vũ trang tỉnh, khuyến khích cả ca khúc dòng nhạc nhẹ, thể hiện được tinh thần quật cường truyền thống, tấn công nổi dậy, anh dũng kiên cường. Riêng cuộc thi viết về xây dựng nền quốc phòng toàn dân lần thứ 3, ban tổ chức chỉ phát động thi ở hai loại hình là báo in và báo điện tử. Về nội dung, bên cạnh phản ánh chân thực về hình ảnh của những người lính, các hoạt động nổi bật của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, thì ban tổ chức cũng khuyến khích các tác phẩm viết về gương người tốt việc tốt, các mô hình về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và trong thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Các đối tượng được dự thi là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở trong nước. Ban tổ chức sẽ bắt đầu nhận các tác phẩm từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 và sẽ tổ chức công bố và trao giải vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội 22 tháng 12. Sáng qua, Trung đoàn 351 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực, xây dựng quân chủng Hải quân cho học sinh trường Trung học phổ thông Vinh Xuân, huyện Phú Vang. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh của trường Trung học phổ thông Vinh Xuân đã được cung cấp thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, về lịch sử truyền thống vẻ vang của quân chủng Hải quân, chế độ chính sách đặc thù của Đảng, nhà nước đối với lực lượng Hải quân và yêu cầu phát triển của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, các em còn được tìm hiểu về quá trình hình thành phát triển của Học viện Hải quân Việt Nam, điều kiện quy trình tuyển sinh để trở thành sĩ quan phục vụ trong quân chủng Hải quân. Thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, từ đó xác định rõ trách nhiệm của cán bộ đảng viên, giáo viên và các em học sinh trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và nâng cao chất lượng thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng Hải quân cách mạng, chỉnh quy, tinh nhuệ, hiện đại, giúp định hướng các em học sinh tiếp tục nâng cao ý thức rèn luyện, phấn đấu, thực hiện nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào Học viện Hải quân. Chi cục thuế khu vực Hưng Phú tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng người nộp thuế năm 2023.
Năm 2023, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên nhờ triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế nên đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước của Chi cục Thuế khu vực Hương Phú năm 2023 là 607,34 tỷ đồng, đạt 116,13% dự toán. Kết quả trên có sự đóng góp tích cực và đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn Hương Thủy và Phú Vang. Dịp này có 9 doanh nghiệp và 8 hộ cá nhân kinh doanh được Cục Thuế tỉnh tuyên dương khen thưởng vì thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2023. Tháng 3 và tháng 4 là thời gian cao điểm để người nộp thuế thực hiện các thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp. Cục Thuế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ giải quyết các vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. So với mọi năm, chính sách về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 cơ bản không có sự thay đổi. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lại gặp vướng mắc trong một số vấn đề như thay đổi giấy tờ của người nộp thuế từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân hay những điểm mới của các thông tư, nghị định liên quan đến chính sách về thuế. Tất cả những vấn đề này đều sẽ được hỗ trợ giải quyết trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua email hay điện thoại. Điều này đã tạo điều kiện rất nhiều để các doanh nghiệp cá nhân thuận lợi hơn trong thực hiện các thủ tục quyết toán thuế. Hiện nay công ty cũng có một số khó khăn như là người lao động có trên 2 nguồn thu nhập, dẫn tới là phải hướng dẫn người lao động trong quá trình quyết toán và cũng như phải chú ý một số chính sách để quyết toán thay cho cá nhân. Tuy nhiên, năm nay thì được sự hướng dẫn tận tình của các anh chị phòng thanh tra kiểm tra 2, phòng hỗ trợ tuyên truyền và đặc biệt là năm nay Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế có tổ chức chương trình tập huấn sớm hơn cho các doanh nghiệp. Nên là tới thời điểm hiện tại thì doanh nghiệp cũng đã hoàn tất xong thủ tục để có thể quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp một cách đúng thời hạn và sớm hơn so với những năm trước. Trong các cái bước mà để mà thực hiện cái quyết toán thuế của đơn vị như là quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như là quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì đơn vị khi mà gặp những cái nội dung phát sinh mới hoặc là những cái mà thông tư nghị định mới thì chưa hiểu được thì cả đơn vị liên hệ với cán bộ của Cục Thuế thì nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình và tận tâm của cán bộ Cục Thuế hướng dẫn cho đơn vị thì làm cho thủ tục quyết toán của đơn vị diễn ra sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn. Theo quy định, đối với doanh nghiệp, thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 1 tháng 4 năm 2024. Với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4. Mặc dù là công việc được thực hiện hàng năm, tuy nhiên trong quá trình kê khai vẫn có nhiều đơn vị cá nhân để xảy ra sai sót. Do đó, cơ quan thuế đã chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật để tiếp nhận các hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân doanh nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu. Tại cái chương trình này, thì Cục Thuế đã bố trí bộ phận tuyên truyền hỗ trợ, thanh tra kiểm tra, quản lý kê khai và tiền thuế, thuế, rồi bộ phận quản lý nợ thuế, rồi bộ phận thu nhập cá nhân, rồi công nghệ thông tin. Đặc biệt là có cái lực lượng đoàn viên thanh niên trẻ tuổi của Cục Thuế bố trí những người có kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn và nắm bắt các cái tình huống vướng mắc thường gặp của người nộp thuế khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và để hạn chế các cái lỗi sai sót cho người nộp thuế khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp năm 2023. Trong hội nghị đối thoại với doanh nghiệp được tổ chức mới đây, cơ quan thuế đã nhận được hơn 70 câu hỏi liên quan đến các vấn đề về chính sách thuế của các doanh nghiệp. Điều này chứng tỏ, mặc dù là một công việc thường xuyên, nhưng kê khai thuế hay những việc liên quan đến thuế vẫn là vấn đề quan tâm với nhiều đơn vị. Với chương trình hỗ trợ quyết toán thuế đang diễn ra, cơ quan thuế mong muốn doanh nghiệp cá nhân thực hiện thủ tục quyết toán thuế sớm, tránh tập trung nộp hồ sơ vào thời điểm cuối kỳ quyết toán để giảm thiểu những vấn đề phát sinh. Giải vô địch đá cầu cá nhân quốc gia năm 2024 đã khai mạc tại nhà thi đấu số 1 Hà Huy Tập, thành phố Huế. Giải có sự góp mặt của gần 160 vận động viên của 11 đoàn trong cả nước tranh chấp 7 bộ huy chương. Đặc biệt, giải năm nay quy tụ các đoàn mạnh về bộ môn đá cầu như Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An và chủ nhà Thừa Thiên Huế. Với lực lượng vận động viên được đánh giá có chuyên môn tốt, nhiều tuyển thủ có kinh nghiệm thi đấu tại các sân chơi cấp quốc gia và châu lục. Dự kiến diễn ra từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3.
Sau kết quả của giải, Cục Thể dục Thể thao sẽ lựa chọn vận động viên xuất sắc nhất để thành lập đội tuyển đá cầu quốc gia tham dự giải đá cầu vô địch châu Á 2024 được tổ chức trong tháng 8 năm nay do Việt Nam đăng cai. Chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế, trong hai ngày 21 và 22 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Vang tổ chức hội thi tuyên truyền viên cơ sở giỏi với chủ đề Phụ nữ sống xanh năm 2024. Tham gia dự thi gồm có 82 thí sinh đến từ các chi hội, các xã, thị trấn và các cơ quan trên địa bàn huyện. Mỗi thí sinh tham gia thi trải qua 3 phần thi gồm trình diễn áo dài, năng khiếu và thuyết trình. Ở mỗi nội dung thi, các thí sinh đã thể hiện được sự duyên dáng, năng khiếu, kiến thức, nghiệp vụ công tác hội và kỹ năng cần thiết của một tuyên truyền viên. Nhiều thí sinh đã chuẩn bị công phu, có đầu tư về cả nội dung lẫn hình thức trình bày, có tính sáng tạo trong các phần thi năng khiếu, thuyết trình, lồng ghép nội dung nghị quyết và hoạt động hội vào các tiết mục. Hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đa dạng hóa hình thức truyền thông, phổ biến cả quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ cũng như vai trò của tổ chức hội trong công tác bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương. Ban điều hành dự án phục hồi sinh kế sau COVID-19 cho nữ nông dân tại các xã khó khăn tổ chức tập huấn cho 170 người ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang. Học viên được hướng dẫn phương pháp lập kế hoạch sử dụng vốn hỗ trợ vào việc phục hồi phát triển sinh kế theo nhu cầu hộ gia đình, ký cam kết sử dụng vốn đúng mục tiêu và hiệu quả. Đây là lớp tập huấn đầu tiên trong khuôn khổ dự án. Hoạt động sẽ tiếp tục triển khai cho 1.000 nữ nông dân lựa chọn bình xét theo tiêu chí dự án đến 26 tháng 4. Mỗi nông dân được cấp vốn bằng tiền mặt 3,2 triệu đồng một người trên cơ sở phương án phục hồi sinh kế rõ ràng khả thi. Có 18 lớp học với nội dung tương tự được tổ chức ở Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc. Dự án do tổ chức Stichting Oxfam Novus Hà Lan tài trợ, tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, hỗ trợ nữ nông dân nghèo và cận nghèo. Trong đó ưu tiên hỗ trợ người khuyết tật, người dân tộc thiểu số tại 6 xã đặc biệt khó khăn và các xã khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, bao gồm Phú Gia, Phú Diên thuộc huyện Phú Vang, Giang Hải, Vinh Hưng thuộc huyện Phú Lộc, Phong Dương, Điền Hương thuộc huyện Phong Điền. Đây là các địa phương đáp ứng tiêu chí có nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19, tỷ lệ hộ cận nghèo, hộ nghèo cao, chưa hoặc ít có nguồn hỗ trợ dài hạn, ngắn hạn cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ các nguồn khác để triển khai hoạt động. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, vùng núi Nam Đông có nơi có nắng nóng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, độ ẩm phổ biến 60 đến 67%. Thời tiết biển không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4, sóng biển cao 0,25 đến 1,25 m.